Trước mặt các bạn là một trong những cái sản phẩm xe tải minivan nổi bật nhất ở trên thị trường. Nó là một trong những chiếc xe tốt nhất nhé. Mình nói luôn, nó là một trong những chiếc xe tải van tốt nhất đang có ở Việt Nam. Và đây cũng là một trong những chiếc xe bán chậm nhất. Trong video này mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu tại sao nó là tốt nhất và tại sao nó lại bán chậm nhất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ô tô Thiện Nhân, một trong những đơn vị bán những chiếc xe tải van, minivan của Foton tốt nhất hiện tại trên thị trường. Trước mặt các bạn là một cái sản phẩm minivan Foton có một cái màu bạc. Cũng là một trong những cái màu bán chậm nhất của Foton. Đây là cái sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Trường Giang ở Hưng Yên. Và trong video này mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về cái sản phẩm này và những cái điểm yếu mà nó có, những điểm mạnh mà nó có, để chúng ta suy xét là tại sao nó lại bán chậm và tại sao nó là chiếc xe tải van tốt nhất. Đây là một trong những chiếc xe còn lại trong cái số lượng rất ít của nhà máy nhé, rất ít của nhà máy. Thì kênh ô tô Thiện Nhân cũng cái xe này mang về để trưng bày và mình nghĩ là một thời gian nữa sẽ cũng bán đi thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Chiếc xe tải van Foton thì nó được ra mắt vào đời năm 2019 và đến nay là trải qua 3 năm, năm nay là năm 2021 rồi. Thì cái sản phẩm này vẫn có đời 2019 thôi, chứ nó chưa được nâng cấp lên đời mới nhất là 2021. Sản phẩm này thế mạnh là gì ạ? Thứ nhất là nó là thép cường lực phân tán này, thép nó cứng như thép xe con. Đấy, những cái chiếc xe tải van trên thị trường như là Đông Ben, Kenbo thì vỏ nó mỏng dính à, nó chạm đâu cái là nó sẽ móp thôi, còn cái sản phẩm này nó không móp được. Đó là điểm mạnh đầu tiên. Điểm mạnh thứ hai là động cơ, các bạn nhìn thấy các bạn, Grand Tour 1.5 lít này, nó chính là dung tích động cơ của sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm mà có cái động cơ tốt nhất, mạnh nhất ở trên thị trường. Nó có công suất cực đại là 85 kW ở 6.000 vòng quay. Những cái sản phẩm khác như là Đông Ben thì nó chỉ có 80 kW thôi. Kenbo nó chỉ có 65 kW thôi. TMT rồi là các hãng khác kia thì có hãng có 37, có hãng thì 45 đúng không ạ? Nhưng cái hãng này là 85, nó cực kỳ khỏe. Đấy là một trong những cái điểm mạnh, hai điểm mạnh rồi nhá. Điểm mạnh thứ ba là gì ạ? Là lốp lớn này, lốp 175R14 hẳn hoi. Đấy, to hơn một cỡ so với các cái sản phẩm khác đang có trên thị trường. To hơn một cỡ nhá. Đông Ben Kenbo nó chỉ sử dụng cái lốp 175R13 thôi. Đây là R14. Tiếp theo là hệ thống khung gầm. Khung gầm con xe này thì phải gọi là tuyệt vời. Các bạn nếu có xe này nhá, các bạn đi ở trong các cái khu vực sóc, các cái ổ gà, ổ voi, các bạn sẽ thấy được cái khung gầm của nó tốt như thế nào. Đó, như vậy là mình đã chỉ cho các bạn mấy điểm rồi ạ? 3 điểm rồi đúng không ạ? 4 điểm rồi. Điểm mạnh thứ 5 là gì ạ? Là ghế da này. Đấy, ghế da chính hãng của nhà máy luôn. Đây. Quay sang các bạn nhìn. Đó, ghế da chính hãng của nhà máy luôn. Đó là điểm mạnh thứ 5. Điểm mạnh thứ 6 là gì ạ? Là trợ lực lái 45A. Là một trong những cái trợ lực lái xịn nhất đang có trên thị trường cho tất cả những chiếc xe tải van nhé. Xe tải van, xe tải bình thường trên thị trường trợ lực lái nó chỉ có 25A thôi. Những cái sản phẩm này nó lên tới 45A, nghĩa là gấp đôi. Thì cái độ ổn định của nó rất là cao. Đó là điểm mạnh thứ 6. Và điểm mạnh thứ 7 là gì ạ? Là phanh ABS. Đây là một trong những cái sản phẩm duy nhất trên thị trường được tích hợp phanh ABS. Một trong những cái phanh mà bất kỳ ô tô nào cũng phải có, nhưng những chiếc xe tải van thông thường thì không có được cái tùy chọn này. Đó là một trong những cái 5 cái điểm mạnh của cái sản phẩm này. Các bạn nhìn không ạ? Đây là cái mặt đồng hồ này. ABS nó báo là trợ lực lái. Đó, ABC đủ hết đúng không ạ? Đó thì cái sản phẩm này nó nổi bật với 7 cái điểm mạnh như thế. 77 điểm ăn tiền của cái sản phẩm này. Nhưng cái điểm yếu của nó là gì ạ? Điểm yếu của nó thứ nhất, nó không bán được vì cái gì ạ? Vì hiện tại nó chỉ có đời phiên bản 2019 thôi, trong khi bây giờ đã là năm 2021 rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là gì ạ? Là nhà máy Foton ấy, khi mà sản xuất ra cái xe này thì họ cũng là một trong những cái đơn vị mà đầu tiên sản xuất ra cái chiếc xe tải van. Thì tuy nhiên thì cái độ tinh chỉnh họ chưa có, và cảm giác lái của con này thì nó sẽ thua với Đông Ben. Đó, đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là nó đắt bằng Đông Ben, nhưng mà đời lại không 19. Đó là điểm thứ tư. Điểm thứ năm là hầu hết là cái khi mà bán cái xe này thì các đại lý là lãi rất thấp. Nói thật với các bạn, mình bán một con xe này lãi cực kỳ thấp luôn. Nên là ít đại lý người ta muốn bán những dòng sản phẩm như này. Họ sẽ lựa chọn những cái xe mà lãi suất nó cao hơn.
bán nó lãi hơn. Thì đó là lý do mà cái sản phẩm này bán chậm. Đấy, mình nói qua nó còn rất nhiều điểm nữa, nhưng mà về cơ bản là chúng ta sẽ thấy được những cái điều đó khiến cho cái sản phẩm này bán chậm mặc dù nó rất tốt. Đấy, thì mình hy vọng là cái video này sẽ giải đáp được cái thắc mắc của tất cả những em nào đang chuẩn bị mua chiếc xe tải van. Đấy, anh em sẽ biết được là tại sao cái chiếc xe có những chiếc xe tốt như này nhưng mà nó lại bán chậm. Đó, ok nha, nếu bạn quan tâm đến cái sản phẩm này, nó vẫn là sẽ tốt thôi. Bạn quan tâm đến sản phẩm này, muốn biết giá về sản phẩm này, hãy gọi cho mình 0987 7 3 3 2. Mình sẽ giải đáp các thắc mắc, các vấn đề liên quan đến cái sản phẩm này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.